Ok, xin chào các bạn. Thì tôi là Hải Phòng Len. Thì ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại một căn nhà, hay chính xác hơn là một căn biệt thự tại Văn Cao. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, đây là phòng khách của ngôi nhà. Chưa? Thì như các bạn đã biết là cấu trúc của một căn biệt thự thì là sẽ có phòng ngủ, phòng khách và đặc biệt nữa là có gara ô tô. Thì gara ô tô của căn biệt thự này ở ngay cạnh căn nhà như thế này. Đấy ạ. Đó, bên này là phòng khách và trong này là một cái phòng ăn rộng rãi để mà ăn uống nghỉ ngơi. Và khu này là khu vệ sinh. Đó, có thể nấu nướng đông đúc vô tư ở cái khu vực này. Đó. Trong này thì tất nhiên nó là toilet thì thôi chắc là tôi xin phép là không cần phải quay được chuyện. Đó. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến lên trên. Thì đầu tiên tôi muốn giới thiệu các bạn đây là một cái phòng có thể vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách được. Đó. Nếu mà tính cả phòng này thì chúng ta sẽ có được công năng một cái phòng tự do để chúng ta sử dụng. Và trên này tất nhiên rồi, đây là ba phòng ngủ cạnh nhau. Phòng ngủ thứ nhất này. Đó. Bé bé xinh như này, các bạn thấy chưa? Đó, nội thất đều đồ cổ. Đó. Phòng ngủ thứ hai này. Đó, vệ sinh khép kín, các bạn thấy chưa? Đó, vệ sinh khép kín. Đó, như này. Đó. Rất là sang trọng. Còn đây là bên này là phòng ngủ thứ ba, cũng tương tự như vậy. Cũng rất là lịch sự sang trọng, được chưa? Và bên cạnh cũng là khu vệ sinh. Đó thì là bốn phòng ngủ. Ngoài ra trên này còn hai phòng nữa, các bạn có thể tận dụng làm ngủ cũng được, là 6 phòng ngủ. Hoặc nếu không thì các bạn có thể hoàn toàn biến nó thành phòng làm việc. Ví dụ hiện tại theo ý đồ thiết kế của gia chủ thì hiện tại phòng này đang là phòng làm việc đấy ạ. Vâng. Đây là phòng làm việc. Có những cái tủ đồ như này để chúng ta có thể chứa đồ. Đó. Trang thiết bị nội thất đều là đồ cao cấp đấy các bạn ạ. Ở đây tất nhiên rồi, nó nằm ở trong khu dân cư ăn tốt, dân trí cao, người dân thân thiện. Đấy ạ. Đó. Tất cả nền đều được làm bằng gỗ như các bạn đã thấy. Và đây cũng có một cái toilet nữa các bạn nhé. Mỗi tầng đều có toilet như thế này. Và ngoài này tất nhiên là phòng thờ và đi ra kia là sân thượng. Thì cái cách xây kiến trúc của nó cũng giống như kiểu mái của mái biệt thự. Đây, ra đây là ra sân thượng rồi. Đó, thì đó là cấu trúc chung của căn nhà này. Thì mọi thông tin liên hệ xin các bạn vui lòng gọi theo hotline ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.